mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 5 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh. Nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Đó là kiểu thời tiết chủ đạo tại hầu khắp các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong ngày hôm nay. Dự báo kiểu thời tiết này sẽ tiếp tục được duy trì trong đêm nay và ngày mai. Trên đất liền, tại cả 3 khu vực miền Đông, miền Tây và tại thành phố Hạ Long đều có nhiệt độ chưa tăng cao, mức nhiệt thấp nhất là khoảng 25-26 độ và cao nhất cũng không vượt ngưỡng 31 độ. Song cảm giác oi nóng cũng bắt đầu rõ rệt hơn những ngày trước. Đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, tiết trời cơ bản cũng là âm u, có mưa và mưa rào, dông vào đêm và sáng sớm, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 6 đến 10 km, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho tới 31 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang những thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Sau những ngày liên tục có mưa to đến rất to, từ ngày mai tại Bắc Bộ mưa sẽ giảm, trời có nắng gián đoạn, nhưng đến tối và đêm mai mưa dông lại gia tăng. Người dân cần tiếp tục cảnh giác với nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại miền Bắc sẽ tăng nhẹ, dao động trong khoảng từ 28 cho tới 31 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, trong ngày mai trời nắng ráo, vùng từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh, nhiệt độ tăng lên ở ngưỡng từ 29 cho tới 31 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ 32 cho tới 35 độ, có một số nơi cao hơn. Chiều tối ngày mai, Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông cũng có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa dông xảy ra tập trung vào chiều tối. Có nơi mưa to kèm theo dông sét và gió giật mạnh. Ban ngày, mưa sẽ giảm và trời có nắng gián đoạn. Nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 28 cho tới 31 độ tại Tây Nguyên và từ 31 cho tới 34 độ tại Nam Bộ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, mưa rào và dông sẽ xảy ra nhiều hơn tại khu vực Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Kèm theo đó là nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Tàu thuyền lưu thông cần hết sức lưu ý. Kết thúc bản tin hôm nay sẽ là thông tin thời tiết 3 ngày tới tại một số thành phố du lịch trên cả nước.